Xin chào tất cả bạn, ngày hôm nay thì công ty Cầu Việt phải làm một cái video để giới thiệu đến bạn cái sản phẩm kính Mỹ mới, đó là kính Mỹ 12D. Thì trước mặt các bạn là cái sản phẩm kính Mỹ 12D, mình sẽ mở hộp cho bạn xem này. Đấy, bên trong sản phẩm nó sẽ có hai lọ thủy tinh để đựng kính. Đấy, mỗi một lọ là một mắt. Đây là sản phẩm mới nhất hiện nay luôn nhá. Ưu điểm đeo không đau mắt, không cộn mắt. Đây là cái bộ dụng cụ để đeo kính này. Đấy, gương đeo này. Cái này thì để anh em đi chơi xa, anh em đụng kính vào đây nhá, để cho túi quần nó nhỏ gọn này, không sử dụng cái kính, cái lọ thủy tinh này cả vỡ. Đây là cây đeo, cây đeo kính để áp vào mắt. Đấy, nó chỉ đơn giản là nó tất cả nó cũng như cái kính trước thôi, nhưng có cái công nghệ làm kính 12D này bây giờ nó rất là đỉnh cao luôn nhá. Đây, mình sẽ lấy kính cho anh em xem này. Thì khi anh em sử dụng cái kính Mỹ 12D này, anh em dùng lấy kính ra, anh em dùng cái tăm bông như thôi nhá. Để mà làm gì? Để mà tránh trường hợp là rách kính này. Những cái vật sắc nhọn vào đây sẽ rách kính. Đấy, và làm xước kính. Đấy, cho anh em xem này. Ưu điểm của kính này là đeo không đau mắt này, không cuộn mắt này, thời gian sử dụng lâu. Đấy, 3 năm liên tục luôn, anh em dùng nếu bảo quản tốt nhé. Và cái ưu điểm nữa là thời gian đeo cực dài luôn. Đấy, đây, anh em xem qua này, kính này rất là mỏng luôn này. Đấy, siêu mỏng nó. Đây anh em, khi đeo vào mắt anh em để đây cho tôi là anh em áp thẳng mắt. Đấy, rất nhiều anh em đặt câu hỏi là khi cái kính tím này đeo mắt thì có nhìn thấy không, người đối diện có nhìn mình đeo kính không. Mình khẳng định là không nhá, nếu mà nhìn thấy là cho luôn kính luôn nhá, không tính tiền luôn nhá. Đấy, đeo và là khớp vào mắt luôn, kính này là cực dài luôn nhá. Đấy, và cũng có rất nhiều câu hỏi đặt cho mình, kính thì có phải đi theo bài không. Mình khẳng định luôn, kính là bắt buộc luôn phải đi theo bài nhá. Đấy là điều bắt buộc. Bài thì bây giờ mình rất nhiều mẫu bài, bài nước ngoài, bài phổ thông của Việt Nam như bài Đức Bậc 2001 này, rồng đỏ, rồng vàng. Đấy, chút anh em chơi cái bài gì thì báo mình để mà sử dụng cái loại bài đấy. Thì ngoài kính Mỹ 12D này ra thì bên mình còn phân phối những cái loại kính 10D này, và kính Hàn Quốc này, kính Nhật Bản này, và kính hộp gỗ Mỹ này. Đấy, thì tùy vào túi tiền anh em có thể lựa chọn cho mình những cái mẫu kính phù hợp để anh em chơi. Thì khi mà đeo kính nhìn bài thì nó sẽ như thế nào, đây mình sẽ làm qua và mình đeo thử cái kính mắt camera vào cho anh em nhìn, anh em hiểu luôn nhá. Thì một bộ bài bình thường nó như này, khi chơi khi bình ấy thì nó bình thường như này. Đấy, đây lúc mà chưa đeo kính thì nó bình thường như này thôi. Đây là khi chưa đeo kính thì mà nhìn một lá bài rất là bình thường. Thì bây giờ mình sẽ đeo cái kính thử vào mắt camera. Đây là cái kính thử này. Đấy, kính thử của nó đây. Cái kính thử này thì đeo thì chắc chắn là sẽ không nét bằng anh em sử dụng cái kính trong cái hộp này nhá. Đây, mình sẽ đeo thử vào này. Đấy, anh em nhìn không? Nhìn rất là rõ số luôn này. Đấy, căng nét luôn này. Thì khi chơi mình em nhìn bài ngửa như này thì anh em chiến thắng 100% rồi. Người ta đi đánh liêng hay người ta đánh bài cào, đánh bài Ấn Độ mà nhìn thấy đối phương có con gì là mình sẽ giành chiến thắng là 100% luôn nhá. Đây, cho em nhìn này. Cái con 9 là cái móc chìa khóa này, con 10 là hình dấu cộng này, và cái này có cả chất luôn nhá. Xem được cả chất luôn. Đấy, xem được cả chất bài, anh em lưu ý cho tôi như vậy nhá. Thì anh em có nhu cầu mua hàng, anh em phải qua trực tiếp cửa hàng ở Hà Nội hoặc Sài Gòn để mà thử hàng, test hàng. Thế còn nếu anh em ở xa, mình sẽ hỗ trợ gửi đường bưu điện hoặc đường xe về. Thì anh em lưu ý cho mình này, tất cả những sản phẩm cho mình khi anh em nhận hàng là anh em được phép mở ra xem đúng hàng hay đóng tiền, không test hàng nha. Test phải qua cửa hàng, tránh trường hợp cháo đổi hàng hoặc là không biết cách dụng làm hỏng của mình. Đấy, thì mình là đại lý lớn, anh em lưu ý này, khi mua hàng thì mình còn bán hàng cho anh em về bài nữa, thì anh em tất cả hoàn toàn yên tâm về cái sản phẩm của anh em nhé.
Rồi cảm ơn anh em xem video. Chào toàn thể anh em. Đây là tổng kho của bạn Bịp làm một cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm là máy đánh bài Bịp. Thì trước mặt anh em đây là cái sản phẩm là dòng máy đánh bài Bịp cao cấp của nhà tôi đang phân phối. Thì đầu tiên tôi muốn giới thiệu đến anh em cái sản phẩm là máy đánh bài Bịp CVK 900, được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 11 Pro. Đấy, rất là đẹp luôn anh em nha, giống 100% luôn cả hãng Apple luôn. Cái này thì được hỗ trợ 12 camera báo bài là siêu nhanh, siêu chuẩn xác, và đặc biệt cái công nghệ phân tích mã vạch ở trong cái phần mềm nó được cải tiến rất là nhiều, giúp là báo nhanh này, báo xa này và chuẩn xác 100% luôn. Đấy. Thì bên cạnh máy bài CVK 900, nhà tôi còn phân phối thêm dòng cái máy bài CVK 700. Đấy. Chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam. Anh em nhìn cho tôi này, tất cả những cái dòng máy bài đều chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam. Đấy, như ba cây này, liêng, sâm, phẩm, chắn ở miền Bắc, trong miền Nam mới chơi được bài cào, binh sập sám, binh Ấn Độ, gầu hầm lấm lá và biểu. Thì đây là cái số đại lý bên tôi này, 0984 80 49, anh em nhu cầu liên hệ qua số điện thoại hoặc là Zalo. Trên tôi, trên đấy tôi cũng đăng rất nhiều cái hình ảnh máy bài. Thì bên cạnh máy bài CVK 700, còn những chiếc máy bài iPhone X đấy là CVK 360, được ngụy trang trên một chiếc máy bài trên chiếc điện thoại iPhone X. Anh em nào dùng iPhone X là sử dụng luôn này, ngụy trang rất ok. Và một chiếc iPhone 8. Thì tất cả những cái điện thoại này anh em sử dụng nghe gọi nhắn tin Zalo Facebook là bình thường anh em nhé. Thì bên cạnh cái máy bài iPhone 8 ấy, như là tôi còn giới thiệu thêm một cái dòng máy bài khá nổi tiếng, đó là máy bài CVK 600. Đấy, vẫn còn nguyên tem luôn. Chơi anh em chơi là bài bình sập sám, những cái dòng máy bài ok luôn 100% này. Đó, CVK 600 này. Và bên cạnh dòng máy bài cao cấp giúp anh em chơi những cái trò anh em nào có điều kiện kinh tế tốt thì anh em sử dụng dòng máy bài CVK cao cấp, và anh em là dùng đánh trong số nhỏ thì anh em có thể mua cho mình cái dòng máy bài Samsung. Đó, rất là đơn giản. Đấy, giá rẻ chỉ vài triệu thôi, anh em có thể ngụy trang tạo cho mình một cái máy bài rồi anh em nhá. Đấy, đây là một chiếc điện thoại Samsung, máy bài giá rẻ. Ở đây bây giờ thì tôi sẽ đi vào đánh chi tiết luôn cho anh em một cái dòng máy bài nữa rất là cao cấp, đó là dòng máy bài CVK 680, được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 anh em nhá. Đây, cái này thì nghe gọi này, nhắn tin này, Zalo Facebook bình thường này, cái giao diện của nó này giống 100% của hãng Apple luôn anh em nhá. Đấy, cái bên trong được ngụy trang này, cái mật khẩu của anh phải chủ thì mới đăng nhập vào, còn người ngoài không đăng nhập vào. Đấy, thì cái máy đánh bài thì bao gồm những cái gì để mà chơi được thì tôi sẽ giới thiệu luôn. Đầu tiên là anh em phải có máy đánh bài, tiếp theo đó là cái tai nghe siêu nhỏ dùng hạt đỗ thôi để anh em nó báo về tai của anh em. Đấy là cái tai nghe siêu nhỏ, tôi sẽ cho gần anh em này, rất là nhỏ này, tai nghe mini siêu nhỏ này. Đấy, và anh em cần những bộ bài, những bộ bài mã vạch đã qua xử lý, ở bên tôi xử lý rồi nha. Đấy, những bộ bài mã vạch thì bài nhà tôi có rất nhiều mẫu bài mã vạch nhá. Chứ bài xanh 2K như này này. Đấy. Bài rồng đỏ này, rồng vàng này, bài đô la, bài kim cương đủ cả cho anh em chơi. Đấy. Thì để không làm mất thời gian của anh em, tôi sẽ đi vào chi tiết, tôi đánh thử cho anh em một vài cái ván bài. Đầu tiên là tôi sẽ đánh môn liêng, sau đó là tôi sẽ chuyển sang môn bài cào ở miền Nam và môn bài binh sáu lá nha anh em nhá. Đây. Tôi sẽ đánh cho anh em là môn liêng trước này. Tôi sẽ để chế độ là báo là hai nhà lớn nhất. Rồi, báo hai nhà lớn nhất anh em nhé. Cái này thì đặt ra là báo rồi. Muốn liêng máy báo 3-4. Cái máy này thì anh em có thể đặt chế độ là báo tất cả các nhà luôn. Cứ báo là từ thấp cao trong vòng 4 nhà luôn. Đây tôi để chỉ để 2 nhà thôi. 3-4 thì anh em cứ nhớ này, 1-2-3 này. 3 là được 8 điểm này. 4 này. 4 là được 5 điểm này. Thì những cái nhà còn lại là không thể qua được. Máy báo nó chuẩn 100% luôn. Đấy, thì đây là môn liêng, một cái bộ môn là cực phổ biến ở Việt Nam. Thì tiếp theo, tôi sẽ chuyển sang đánh cho anh em là cái môn khác nữa. Đó là cái môn môn bài cào. Thì trước khi chuyển sang môn bài cào thì tôi giới thiệu với anh em này. Anh em nào mà không để cái máy này trước mặt
thì anh em có thể mua ngụy trang cho mình những cái đồng hồ cái mã vạch này, hay là những cái móc chìa khóa xe máy cái mã vạch như này, hay là điện thoại Nokia này. Đây tôi sẽ chơi cho em xem này. Điện thoại Nokia cái mã vạch này, anh em chơi anh em để cái này vào trong người và anh em để điện thoại ra trước mặt như này, hoặc là cái ví cái mã vạch như này, bó cái mã vạch như này. Đấy. Vòng tay phong thủy cái mã vạch. Đấy. Anh em chơi đây là cái bộ sản phẩm ngụy trang. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bộ môn tiếp theo cho nói với anh em là nó là môn bài cào. Một cái bộ môn cực phổ biến ở miền Nam. Bài cào tôi sẽ để cho hai nhà lớn nhất đi. Đó. Để hai nhà lớn nhất anh em nhá. Tôi sẽ để bốn người chơi thôi. Trong quá trình chơi anh em phải tăng giảm xuống người chơi ở đây. Thế anh em có nhu cầu mua hàng anh em alo cho tôi này, số điện thoại này. Đấy. Tránh mua không đúng shop nhá. Cái ưu điểm của nó này, anh em để bài ngang dọc không quan trọng. Cao thấp cũng không quan trọng luôn, anh em để mà cao như là vẫn đánh đá bình thường này. Đó, đây nhìn đây. Đây tôi chia cho anh em xem này, 321 này. Số nhà chơi là 4 này. Đây. Em nhìn này. 21 này, số nhà 2 này. Đây, 2 này, 6 này. 1 là 4 này. Đấy, đây môn bài cào anh em nhé. Đây anh em nhìn này, những nhà còn lại thì không qua được số nhà 2 và nhà 1 này. Đấy. Trong quá trình chơi anh em phải tăng được chơi này. Tăng lên bao nhiêu người được? Đấy, không quan trọng. 8 người được, 10 người được, hết bài thôi nhá. Đấy, nhìn này. Đặt là báo, đặt là báo. Đấy. 1-4 này. Tôi để 5 người, 5 nhà chơi này, 1-4 này. Đấy. Đây, máy báo 1-4 này, nhà số 1 này. 6 nhưng mà cao nhất. Đấy. Nhà số 2 này, không có gì này. Nhà số 3 này. Đấy, không có gì này. Đấy, nhà số 4 này, nhà số 4 này. Đấy. Đây. Nhà số 5 này, đấy. Rất là chuẩn xác luôn. À, tôi sẽ chuyển lên là 7 người chơi chẳng hạn. 6 5 6 7. Đấy. Thôi chuyển về 6 chia cho nhanh nha. 6. Đấy. Bao nhiêu người thì không quan trọng, người chia nhiều và thời gian video lại dài mà. 4 2 4 2 4 2. 6 nhà chơi này. 4 2. Tôi nhắc đến hai nhà lớn nhất. 1 2 3 4 này, nhà số 4 này là 9 này. Đó, anh em nhìn này, nhà số 2 này, 1 2 6 này. Thì những nhà còn lại là chắc chắn là không qua được rồi, hai cái nhà rồi. Đấy, máy báo là không thể có nhận sai 100% là đúng 100% luôn. Anh em nhìn thấy không? Đấy. Thế bây giờ tôi sẽ chuyển sang một cái môn khác nữa để chứng minh là cái máy này đánh được tất cả các môn bài ở Việt Nam. Tôi sẽ chuyển sang cho anh em một môn bài khác. Đó là môn bài binh sáu lá. Tôi sẽ để 4 người chơi và báo 1 nhà lớn nhất anh em nhé. Đây là môn bài binh sáu lá. Đặt ra đây. Đấy, báo 1 anh em nhé. Đấy. Báo cực nhanh rồi, không phải trận sai rồi. Báo siêu nhanh chứ được sai luôn. Đặt ra, đặt ra báo luôn này. Anh em nhìn này, máy báo số 1 này. Đấy. Em nhìn thấy chưa? Chuẩn xác 100% luôn. Không mở sai được. Đấy. Những nhà còn lại này. À. Đấy. Em thì nhìn qua luôn. Đấy. Đây. Đấy. Thì anh em có nhu cầu mua hàng thì anh em alo trực tiếp cái số điện thoại của tôi. 0984 80 49. Cảm ơn anh em xem video.
Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay tổng kho cào bịp làm cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm là bài lỗi công ty để giúp anh em đi chơi bài nhìn bài úp và như ảnh của họ. Đấy thì mình sẽ giới thiệu với anh em cái sản phẩm là mấy vài loại bài lỗi số này, tam giác, ô vuông, móc câu và bài caro. Thì đầu tiên thì mình giới thiệu với các bạn cái sản phẩm là bài lỗi số đi. Đây. Thì khi anh em sử dụng cái bài lỗi công ty này thì anh em có thể đọc được bài là khi quân bài úp. Đấy. Cái sản phẩm này thì bài lỗi này được nhà máy làm từ trong trứng rồi, lỗi từ trong trứng rồi. Thế là rất là dễ nhìn luôn. Đây, chẳng hạn như tôi cháo một bộ bài đi thôi, đọc ngẫu nhiên cho anh em xem. Đây. Đây chẳng hạn như con này là con 10 này, tôi đọc. Đấy. Con này con 6 này. Đấy. Đấy, con này là con 7 này. Đấy. Con này là con 8 này. Đấy, rất là dễ nhìn luôn. Đấy, đây con 10 tiếp này. Đấy, con này con 5 này. Đấy, thì cách nhìn như nào thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em này. Thế đây. Ở trên đây gọi bài lỗi số thì ở phần trên cái góc, cái góc này nó có một cái số dạng như con gì này. Đây anh em nhìn đây. Đấy. Tôi sẽ đánh dấu luôn vào đây này. Đó. Như con này. Anh em nhìn này, như con này con át này. Nó giống. Đó, anh em nhìn đi. Con này là con 2. Nó dạng như dấu hỏi. Đây. Con át này. Con quy này. Đấy. Con này con 3 này, con này con 3 này. Em nhìn thấy rõ chưa? Đó. Rất là dễ chơi và con này như con này con 4 này. Đấy, khi em chơi bằng các môn bài nhìn thấy bài này rất là dễ chơi và ok luôn nhá. Đấy, rất là dễ nhìn thôi. Thế với cái sản phẩm này chỉ bán vài trăm nghìn một cây bài thôi nhá. Đấy, bán thì bán theo cây. Đấy, tiếp theo thì là cái sản phẩm là bài lỗi tam giác. Đây. Đấy, nó rất nhiều loại lỗi nha anh em nhé. Tôi sẽ bóc thử hướng dẫn cho anh em này. Cách nhận biết. Đây là cái bài lỗi tam giác này. Với cái sản phẩm này nó có thể nhìn được cả chất luôn nhé. Ở đây tôi sẽ nhìn được từ con 1 đây này, con 1 này. Đây con bò nhìn mình nào. Ở trên cái phần tam giác nó khuyết trắng một cái này là con 1. Nó tiến lên dần như thế, đây con 1 này. Con 2 thì nó là khuyết trắng trắng bên bên này, bên cạnh là con 2. Đấy, nó tiến dần lên như thế. Đây, tiếp theo là con 3. Em nhìn thấy chưa? Và cách nhìn chất của nó đây, chẳng hạn như đây, đánh ở trên này là con trên trắng ở trên này là con bích này, là chất bích này, anh em nhìn này. Đây, tất cả chất bích nó đều có trắng ở trên đấy. Đây. Đấy. Thì tiếp theo đến cái chất cơ nó vậy, khuyết ở dưới. Đấy, cơ là dưới. Nó sẽ lấy tất cả cái